Ở Hà Nội có rất nhiều quán cà phê đẹp và nổi tiếng, trong đó có quán cà phê Thủy Tạ là một ví dụ. Quán có view nhìn thẳng ra Hồ Hoàn Kiếm rất đẹp. Quán đã có từ lâu đời và chuyên bán các loại kem, sinh tố, cà phê, và đặc biệt quán mở cả ngày, và đặc biệt ở những đêm có phố đi bộ thì chúng ta có thể ngắm Hồ Hoàn Kiếm và tháp rùa rất lung linh.